Chào cả lớp. Video này chúng ta sẽ học cái cách cài cái audio multipass vào trong cây đàn. Audio multipass là những cái hiệu ứng âm thanh, ví dụ các bạn có thể sử dụng trong cái quá trình chơi DJ á. 1 2 3, are you ready? Ok, let's go, hay là Gangnam Style gì đó. Nói chung là rất là nhiều cái hiệu ứng. Các bạn có thể sử dụng những cái âm thanh do mình thu lại, miễn đó là cái đuôi quay. Ok ha. Rồi chúng ta sẽ đặt vào trong cái multipass này. Và cách đặt như thế nào? Sau khi các bạn chọn dữ liệu những cái audio đó chúng ta bỏ vào USB rồi, thì chúng ta sẽ ghim cái đàn và chúng ta cài vô thôi. Bây giờ cách cài, mình sẽ dạy các bạn cách cài. Nếu các bạn có cái bộ xâm lưu của Trần Khánh thì trên đó nó cũng có cái bộ audio multipass sẵn luôn rồi. Các bạn chỉ còn thao tác trên đó thôi. Mình hướng dẫn các bạn là tạo riêng cho các bạn một cái file audio multipass ha. Rồi ví dụ mình ban đầu mình chọn điệu trong thiếu nhiều cái đó, cái chuyện đó là trong quá trình chơi mình không đề cập. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách lưu lại cái audio multipass trên đây thôi. Rồi đầu tiên á thì các bạn nhấn cho mình cái nút select ở đây đây ha, nhấn vô select. Dạ cái màn hình sẽ nổi ra như thế này, thì các bạn thấy chỉ là audio link ngay chỗ này ha, là nắm nút sáu phía dưới. Dạ ở đây các bạn nhắm chữ ok cho mình, rồi nó sẽ ra bốn vị trí 1 2 3 4 MT là trống, có nghĩa là chưa có gì hết ha. Rồi bây giờ cái vị trí số 1, nếu mà lưu vị trí số 1, các bạn nhấn vô cái chỗ vị trí số 1 MT ngay chỗ này trước. Rồi bây giờ nhấn vào, bây giờ chúng ta chọn để mà đưa cái audio đó vào vị trí số 1. Các bạn chọn vô cái thư mục cho mình, đó là audio multipass này. Mình có trong bộ sampler gửi cho các bạn thì nó có cái thư mục này rồi ha. Chúng ta nhấn vào audio multipass. Rồi đây là những ứng, ví dụ như nhà mình chọn cái âm thanh let's 1 2 3, let's go đi ha. Rồi các bạn nhấp vô thử. Rồi nhấp vô đó rồi thì số 1 ở đây nó sẽ chớp như thế này. Nếu mà muốn nghe thì mình nhắn cho nó. Đó, nếu mình nhắn vô. Ok rồi, bây giờ mình chọn tiếng đó lưu vô cái số 1 đi ha. Rồi coi như là mặc định rồi đó. Các bạn bấm cho mình nút exit ngay chỗ này. Rồi đây, ở màn hình nó nổi lên rồi ha. Các bạn ở phía cái chữ save bên đây này, các bạn fan save. Nếu bạn muốn save một cái thì bạn save, còn này mình làm bốn cái luôn. Bốn chỗ luôn ha. Đó số 1 xong rồi mình fan sale ha, làm bốn lần, bốn tim bốn chỗ đó mình sale lần luôn. Tới qua số 2. Rồi, bấm vô số 2 thì đây số 2 đây nó sẽ chớp chớp. Các bạn có thể chọn tiếng nào cũng được á, các bạn có gì chọn nha. Ví dụ mình chọn cái tiếng này đi. Rồi ok. Là số 2 về vị trí đó rồi, chúng ta exit tiếp tục ra giao diện này. Rồi tới số 3, nhấn vô số 3 thì chắc chắn cái này số 3 nó sẽ chép. Rồi các bạn chọn cái tiếng ví dụ như cái này là tùy mình ha, muốn chọn tiếng nào thì chọn. Ở trong đây cái bộ này rất là nhiều các bạn ha, muốn chọn cái này thì comment đi. Rất là nhiều cái mình chọn gì để chọn. Này mình thử mình chọn tiếng ở đây, thí dụ tiếng chó, tiếng mèo, tiếng gà, tiếng chim, tiếng càng, tiếng gì đó, tiếng cấp cứu, tiếng xe cứu thương rồi đó. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Xong số 3 rồi. Xong bây giờ qua số 4. Tương tự như vậy, chúng ta exit ra ngoài rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn vô số 4. Rồi, số 4 thì các bạn chọn tiếng khác nữa. Như Gangnam Style đi. Open Gangnam Style. Rồi ok. Rồi coi như là bây giờ chúng ta đã có 4 tiếng rồi ha. Bây giờ bạn mới save lại exit nè. Dạ, có bốn cái vị trí hết ráo rồi ha. Ngay chỗ này thì nó có cái nút sale, chữ sale ngay chỗ này nè. Ngay chỗ y nút y ngắn sale. Nhắm vô chữ sale. Rồi, ở dưới đây nó có chữ sale nè các bạn. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái số 6 phía dưới sale. Rồi bây giờ cho các bạn đặt tên á. Bấm chữ delete nè, delete lên đi ha.
đặt tên đó. Ví dụ Audio Multipath, Audio Audio 1 đi. Rồi, ok. Nhấp chữ ok đây. Rồi, vậy là xong rồi đó. Ví dụ các bạn muốn mở cái Multipath ra lên đó, coi như nãy mình xem xong rồi ha. Mình muốn mở nó ra thì các bạn chỉ cần bấm vô cái select ngay chỗ này. Đấy. Nó sẽ nổi ra cái file này nè. Đó, audio 1 ha. À, chúng ta chỉ cần nhấp. Các bạn có thể xem nhiều cái audio, nhiều cái Multipath, audio Multipath khác nha. Để các bạn chơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì vừa đang phát bạn muốn tắt nó, stop, bấm stop đây. Dạ, vậy là xong. Chúng ta có một cái cách để tạo một cái link audio để các bạn có thể chơi những cái điệu DJ. Nhiều khi có những cái chỗ mà người ta, các bạn thắc mắc là sao có những cái điệu